Hello anh chị, hôm nay em lại giới thiệu cho anh chị thêm một miếng đất vườn 8.000 m². Đây, đây hơn gần 30 m mặt tiền đường. Hiện tại là đang đổ đá mi, đang chuẩn bị làm đường nhựa. Thực tế đất của mình ở đây. Đất mình ở đây là có trồng tiêu, sẵn luôn. Cách đường láng lớn Kim Long khoảng 100 m, kia là đường láng lớn Kim Long, và kia là trục đường chính luôn. Hiện tại chủ đang bán giá đầu tư, anh chị có thể tham khảo miếng này nếu mà muốn làm nhà vườn. 8.000 m² ạ. Ở đây là có tiêu, tiêu trước có trồng có tiêu nhưng mà bỏ hết rồi. Giờ chỉ lại có tiêu thôi, đất này thì có trồng cây ăn quả được luôn. Tiền đường đang làm hiện tại là đang đổ đá mi rồi, chuẩn bị đổ nhựa lên nhựa. Đây là thực tế đất này. 100 m là ra đường láng lớn Kim Long, trục đường chính. Hiện tại đường này là đường ô tô đi được. Đây là thực tế đất của mình. Dăm bột phân ganh, đây cũng có một hàng phân ganh hết. Đây chủ yếu là vườn thôi. Này nếu mà anh chị mua làm nhà vườn thì rất là hợp lý. Vườn ô tô vô được gần khu dân cư, gần trục đường chính. Và bên đây cũng có một cái đường nhánh. Được cái đường nhánh cũng là đường nhựa luôn.